sasagai ngalo no yone tula nemai chi si ago tolo me to bimu fu lo mu ya le ngalo jin jin ma mu ya khu ya na mi da gu yo choe ngalo no yo si me ga no lo na yo manga na còn 500 mét nữa cô ạ. Vâng, 500 mét nữa. 500 mét nữa. Còn 500 mét nữa mà. 500 mét nữa là đến. Chiêm ngưỡng cá ở đây một cái các bạn. Đó, lúc nãy mình chưa. Đấy. Rất là nhiều cá luôn. Đó, nhiều cá rất là đẹp. Bác ở đâu về đây du lịch đấy bác? Vâng. Đây, quay gì đây? Vâng, cháu đang quay cái này thôi. Quay cảnh ở đây. Vâng. Hôm nay đông khách du lịch đấy nhỉ bác? Đông. Vâng, hôm nay đông lắm. Vẫn còn họ vẫn chưa đầu tư vào. Vâng, vẫn chưa đầu tư xong. Cái này vừa mới đầu tư lâu rồi hả bác? Cái này đầu tư đâu? Về á? Về hả? Đi 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 về đi. Hả? Cái mang lại gì chứ? Phòng này tắm. Phòng này tắm này đừng rơi. Không có tắm ở đâu. Đừng có nhiều cá rồi. Nó chìm dưới nhiều lắm rồi. Nhìn nhiều lắm nhờ. Cái này vâng. Đây nhiều về đấy. Phải mà nhiều lắm. Nhiều lắm toàn cá. Cá này là cá chép thôi nhờ. Cá chép cảnh. Cá chép cảnh. Cái khu này được đầu tư lâu chưa hả bác? Chắc mới. Mới thôi phải không? Vài năm gần đây thôi nhờ. Mới thôi. Mới thôi. Cái khu này đúng gần đây rồi. Cái này là nhân tạo hay là như nào? Cái này là nhân tạo. Cái hang trong kia thì là tự nhiên. Cái hang này là nước tự nhiên phải không? Trong núi chảy ra. À, nước tự nhiên trong núi chảy ra. Không khác Hạ Long nữa. À, nước cháu cá đẹp lắm. Vâng, ở trên kia cháu khám phá hết rồi. Và cháu thấy một cái ống nước ấy, cháu cứ tưởng là bơm nước lên nhưng mà không phải đâu. Vậy vào trong đấy còn hang không? À, nhưng mà tại sao lại lấy cái ống nước để lấy nước phải không bác? Lấy nước từ đây đi xuống. À, xuống đây. Vâng, vâng, cháu hiểu rồi. Nhưng không phải đâu, không phải đâu. À, lấy nước ở đâu ra nhiều. Vâng, vâng. Vâng. Cái nước ở trên kia ấy là lấy xuống để chảy lên cái hòn đá này ấy, trước mặt này đấy. Vâng, cái ống nước ấy. Còn cái nước ao chính, cái hang chính của nó cũng bên trong này này. Vâng, bên trong này, đấy. Tự nhiên nó chảy. Tự nhiên, vâng. Chảy ra. Vâng, vâng, cháu cũng vào được kia khám phá rồi, hay lắm nhờ. Nước đông rồi, vâng. Nhiều thế. Vâng, lúc đầu cháu kiểu như là cháu cũng chưa khám phá gì nhiều, cũng chưa tìm hiểu nhiều ấy. Cho nên là lúc nãy cháu cũng vào bên trong kia khám phá hết rồi, cả trên kia ấy. Đấy, khám phá hết rồi. Hay lắm. Hàng cạn. Hàng cạn. Trong là nó vẫn có vài vũng nước. Vâng, vũng nước. Nhưng mà hang ở trong này nhiều lắm, nhiều người ra vào trong kia toàn tắm này, thích lắm. Vâng. À, cái hang núi ngầm này đúng là thiên nhiên thật nhờ. Nó tạo ra. Hay, hay, hay. Cái nước đâu ra nhiều thế. Nhiều quá nhờ. Đúng rồi. Những quan làm sao mà nhiều thế được. Phải mà. Tự nhiên nó ra. Vâng. Chú là người đâu hả chú? Chú trên Đại Từ cơ. À, Đại Từ Thái Nguyên, vâng. Cháu ở đâu? Cháu ở Lạng Sơn cơ. Vâng, Lạng Sơn. Lạng Sơn qua đây. Bác cứ chơi đi nha, cháu qua đây một tí. Vâng. Vâng.
chụp đi. Đây bây giờ mình sẽ qua bên này khám phá tiếp các ạ. Lúc nãy là mình cũng qua đây khám phá một lần rồi, nhưng mà bây giờ mình tiếp tục qua bên này xem có cái cảnh đẹp gì hay không. Đó. Đó, có rất là nhiều những cái bạn trẻ đến đây để vui chơi giải trí cũng như là nghỉ mát ở đây. Đó, đây là một cái cây cầu làm rất là đẹp. Nó giả dạng giống như gỗ ấy, sơn qua các bạn. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Các bạn thấy cái dòng nước này chảy ra, nước ngầm chảy ra bên trong nhiều chưa các bạn? Rất là nhiều luôn. Đó, đây là dòng nước ngầm hoàn toàn chảy bên trong kia. Lúc đầu mình khám phá mình cứ tưởng là bơm cái nước lên, nhưng mà lúc sau đó mình thấy là cái ống nước được dẫn cái nước ngầm từ trên kia để qua một cái thác bên này, để tạo ra một cái nước dòng chảy tự nhiên ở bên thác bên này để cho nó đẹp hơn. Đó, mình cứ tưởng là có một cái thác nước nhân tạo bơm nước lên, nhưng mà không phải các bạn. Nó là một nước ngầm ở bên trong, ở trong lòng này. Khi các bạn đến đây du lịch và khám phá ở cái khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng này ấy, mình nghĩ với các bạn là thứ nhất là nên chuẩn bị một cái đồ tắm, có nghĩa là quần áo tắm ấy. Các bạn có thể vào trong hang kia đó để khám phá và tắm luôn ở trong hang kia cũng được. Bởi vì là nếu mà các bạn không sử dụng áo tắm ấy, khi các bạn vào trong hang ấy thì nó sẽ, khi các bạn men theo những cái đá ấy, các bạn sẽ không thể vào được bên trong, và vào được ấy thì các bạn sẽ bị ướt quần áo. Nếu các bạn mặc những cái quần áo mà dài ấy, quần áo dài ấy, nó sẽ rất là khó để vào được bên trong. Lúc nãy mình vào bên trong ấy các bạn, lúc nãy mình vào bên trong ấy, mình đã ướt quần đến đây. Đó là mình phải men theo những cái vũng nước gọi là nông ấy, còn những vũng nước sâu có thể lên đến ngực của mình ấy. Cho nên là các bạn cần phải chủ động trước để các bạn có thể đến đây được dạ. Đó, đến đây. Đó, ví dụ như cái vùng nước này chúng ta có thể xuống đây tắm này. Đây là độ sâu của nó là 1,6 mét các bạn ạ, 1,6 mét. Đó. Đó, check in điểm này rất là đẹp, rất là thích luôn. Đó, rất là thích luôn. Cây cầu này nó giống như một cái cầu tình yêu ở Hà Giang vậy các bạn, nhưng mà nó kết cấu nó na ná, nó giống thôi các bạn, nhưng mà cầu này nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó, nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó, bây giờ mình sẽ qua bên cái bể bơi này. À, em chào em nhá. Đây à. Hả? Anh ở kênh YouTube thôi, Khám Phá Việt Nam ý. Ừ, kênh YouTube. Đó. Đó, ở đây là có rất là nhiều người đang tắm ở đây. Đó, trẻ em, các phụ huynh đưa con em đến đây tắm và gọi là nghỉ mát ở đây. Ừ, chào em nhá. Đấy. Đó. Con xuống lên đây không? Đấy các bạn xem. Nó rất là đông. Không khác gì ở ngoài biển cả các bạn. Không khác gì ở ngoài biển cả. Mọi người đều chen lấn. Đó. Đua nhau để mặc được những bộ áo tắm sớm nhất để vào xuống đây tắm các bạn. Đây là những cái vò nước được dẫn ra bể các bạn. Khi mà tắm ở trong này ấy, mỗi ngày ở đây ấy, người ta sẽ xả cái nước ở trong cái bể này đi, sau đó lại thêm những cái nước, nguồn nước mới. Cái nguồn nước này được lấy ở trên hang này về trực tiếp về các bạn ạ, để cho vào cái bể này. Đó, các bạn thấy chưa, cái nước ở bên kia này, đó, nó đang dẫn xuống bể. Đó, nguồn nước này là nguồn nước sạch tự nhiên, nguồn nước khoáng sạch tự nhiên ở trong cái lòng núi đá nó chảy ra các bạn, không phải là cái dòng nước phải qua những cái máy lọc gì cả, đó, nhân tạo gì cả. Đây là hoàn toàn là cái nguồn nước tự nhiên ở trong. Khi các bạn tắm ở đây rất là thích thú. Trong cái video này ấy thì mình đã bỏ một cái khoảng thời gian ít ỏi để review và khám phá với các bạn về cái khu du lịch Phượng Hoàng. Đây là khu du lịch tự nhiên và đang trong quá trình hoàn thiện, được chưa? Đang trong quá trình hoàn thiện. Nó rất là hay, thực ra các bạn có thể đến đây trải nghiệm. Đó. Được thiên nhiên ban tặng những cái cảnh đẹp rất là tuyệt vời. Đó, tuy mình đã cố gắng hết sức để quay được một cái đoạn video
để review toàn bộ những cái hành trình mình khám phá ở đây. Đó, do không có nhiều thời gian cho nên là mình cũng chưa trải nghiệm cái nước ở bên dưới này nó có thực sự là nó hay hay mát hay không. Mình sẽ có một cái thời gian gần nhất mình sẽ đến đây để trải nghiệm cái khu du lịch này một ngày các bạn ạ. Đó. Đó, giờ nhiều người trải nghiệm ở đây rất là mát các bạn. Rất là mát, rất là thích. Lịch sinh thái Phượng Hoàng này được các khách gần xa ở trong khu vực Thái Nguyên và các tỉnh lân cận đến du lịch rất là nhiều. Hầu như ở mọi tỉnh thành đều biết đến cái khu du lịch Phượng Hoàng. Đó. Không được cho dép lên thành bể bơi các bạn. Đó, mình sẽ tôn trọng và mình sẽ không lên. Đó, ở đây là nhiều người đang chuẩn bị những cái bộ quần áo và bộ áo tắm, chuẩn bị tắm ở đây. Tắm ở cái khu bể bơi này.